Radio Đồng Ca Nhỏ hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả người Việt trên toàn cõi Việt Nam và hải ngoại chuyện ngắn có tựa đề Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm. Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm, với phần diễn tự của Trần Mây Bay. Như mọi buổi chiều, trước lúc ăn cơm, tôi xuống biển đi dạo. Nhà tôi ở làng biển An Lộc, Quảng Công. Một chiều tháng 7 âm lịch 1990, tôi đi dạo biển như mọi khi. Chiều đó, không biết sao, trong lúc buồn bã vô tận, vừa đi dạo biển, vừa nhìn chằm chằm phía biển khơi, hướng Hồng Kông và nghĩ, nếu mình đi qua bên kia, thì đất, cát có khác ở quê hương mình không? Và qua bên kia, chắc chắn mình sẽ có người đỡ đầu. Nghĩ miên man, buồn không chịu được. Tôi đi lên nhà để ăn tối, đang ăn tối cùng gia đình, thì anh Cường bước vào. Lúc đó trời đã nhá nhem. Anh Cường hỏi, có ai muốn vượt biên không? Vừa ngậm đầy miệng cơm chưa nuốt, tôi đưa tay lên để xin đi vượt biên trong đêm. Lúc đó tôi vừa nghỉ hè lớp 6. Tầm 8 giờ tối, ghe đã bốc số dầu chôn cất giữa độn hoang mấy tháng trước. Tôi cùng một số người đi xuồng lậu để ra ghe lớn. Trong bóng đêm, tôi không nhìn rõ mặt ai, chỉ nghe tim đập thình thịch. Tất cả đều hối hả trong im lặng và lo sợ. Chuyến ghe chở 24 người vượt biên trong đêm bắt đầu hướng về đảo Hải Nam. Chạy 45 độ theo Sa Bàn. Ghe chạy dòng dã gần 2 ngày đêm. Ban đêm sao trời làm chi âm, ban ngày mặt trời làm chi kỳ. Bốn phía chân trời và biển cứ chạy như thể với niềm tin phía trước. Khi ghe chúng tôi nhìn thấy đảo Hải Nam to bằng chiếc nón lá, mọi người mừng rỡ vì sự sống bắt đầu nhen nhóm. Chiều đó, tầm 3 giờ chiều, ai cũng nóng rát do nắng. Những người đàn ông rủ nhau tắt máy dừng ghe cùng nhảy xuống biển tắm. Màu nước biển tím ngắt và mát. Tắm xong nhảy lên ghe thì đàn cá mập vừa lướt tới sợ khiếp. Những người đàn ông tắm biển xong cảm thấy xót xáy, mong có cơn mưa. Nói chưa dứt câu, mưa và gió ào ào đến thổi và đẩy ghe chúng tôi quay lại phía đất liền Việt Nam. Hoảng loạn khóc lóc, niệm Phật cầu mong mưa gió ngưng. Người xưa quê tôi từng dặn nhau, đi biển đừng phát ngôn lung tung, vì rất linh thiêng, linh nghiệp. Ghe chạy với vận tốc cao độ về phía Hải Nam, mong cập đảo càng sớm càng tốt. Thấy phía trước có tàu hải giám, quyết định áp sát vì gió và mưa vẫn ào ạt. Khi áp sát tàu hải giám, mặt biển sóng gió nhấp nhô như núi. Mũi ghe của chúng tôi cạp vào mạn dưới tàu hải giám, gần như vỡ toang. Mọi người nhanh chóng lấy tay đẩy ra xa,
tìm cách khác tiếp cận. Sau một hồi hoảng loạn, cuối cùng áp sát và nhảy lên được tàu hải giám xin thức ăn. Hết phần 1. Radio Đồng Ca Nhỏ hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả người Việt trên toàn cõi Việt Nam và hải ngoại chuyện ngắn có tựa đề Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm. Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi, tác giả Từ Niệm, phần 2. Xin được thức ăn và mưa gió giảm dần. Ghe chúng tôi từ từ chạy vào bờ đảo Hải Nam an toàn. Ghe chúng tôi chạy sâu vào cảng tàu, dưới sự dẫn dắt của tàu cảnh sát biển. Tôi choáng ngợp vì lần đầu nhìn thấy vô số tàu lớn như thế neo đậu. Ánh sáng chiếu từ các tàu và trên bến cảng đẹp lung linh. Tất cả chúng tôi đều lên bến ngồi, còn ghe được neo đậu chỗ an toàn. Có mấy cảnh sát ra dấu hiệu đang có bão lớn đổ vào bờ, nên chúng tôi phải ở lại bến cảng này chờ bão đi qua mới chạy tiếp. Lúc đó, chúng tôi mới biết rằng ghe chúng tôi từ Việt Nam qua đến đảo Hải Nam là đi trước ngọn bão. Khiếp thật! Và chúng tôi ở lại bến cảng 2 ngày 2 đêm. Lương thực không đủ cho 24 người ăn. Cũng may, ngồi ở bến cảng, đông người qua lại, nên ai cho gì, chúng tôi ăn nấy. Nhớ mãi, sát chỗ tôi ngồi có một văn phòng làm việc. Tầm 11 giờ trưa, tôi đoán thế, có cô nhân viên mang hộp cơm đã ăn xong ra vứt ở thùng rác. Đợi cô ấy đi khuất, tôi ra nhặt lấy hộp cơm vừa vứt vào thùng rác để ăn. Mở nắp hộp, có một ít cơm trắng sót lại và một bộ xương cá chỉ còn đầu và đuôi. Tôi ăn ngon lành phần cơm đó và nhớ mãi cho tận bây giờ. Sau 2 ngày ngồi chờ mưa bão đi qua, sáng hôm ấy có viên cảnh sát biển thông báo bây giờ chúng tôi có thể tiếp tục hành trình. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ, nhất là lương thực và dầu máy. Cả ghe 24 người mà chỉ có được 5 phân vàng. Chúng tôi đem bán nó và mua được 12 gói mì tôm, 6 bịch muối. Có một người qua lại tốt bụng ở bến cảng cho chúng tôi 50 nhân dân tệ. Chúng tôi dùng tiền đó mua hết lương thực, đủ ăn tằn tiện trong vòng 1 tuần cho cả ghe. Tàu cảnh sát biển dẫn chúng tôi ra khỏi cảng vịnh. Sau đó, họ để chúng tôi tự đi. Ghe chúng tôi quyết định chạy nập bờ. Chạy suốt từ sáng đến tối, lại quay về chỗ cũ. Cả ghe ai cũng khóc. Cần nói thêm, từ đảo Hải Nam chạy vào đất liền Trung Quốc, nếu không may mắn hoặc quyết định không chuẩn xác thì có thể quay về hướng Hà Nội, rồi vào tù là chắc. Một ngày thất bại và lo sợ,
chúng tôi cho dừng ghe để tính toán lại và quyết định chạy trong đêm. Từ Hải Nam chạy vào bờ đất liền của Trung Quốc mất thêm một ngày đêm nữa. Vì cơn bão vừa đi qua nên sóng gió vẫn còn ảnh hưởng. Ghe chúng tôi chạy liên tục, nhấp nhô giữa trùng điệp núi sóng. Những trẻ em và phụ nữ nằm dưới lòng ghe ngủ. Những người đàn ông ngồi phía sau lái, cùng nhau thức và cùng nhau niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau này, nghe kể lại, ở nhà, ba mẹ tôi, mấy bác Sắc, Liên, bác Hoa, Hương và người thân của tôi chia nhau ra hai hướng để đi tìm xác của chúng tôi. Một hướng đi dọc bờ biển vào Đà Nẵng, một hướng đi dọc bờ biển ra Quảng Trị. Người ta phao đồn ghe của chúng tôi đã chìm, mọi người trên ghe đã chết, xác trôi và tấp dạt vào bờ, ở địa điểm đó, địa điểm kia. Người thân trong gia đình tôi khóc cạn nước mắt, nhất là bác Liên, khóc xỉu liên tục. Thì vì thương anh Cường, người con đầu lòng của bác, anh Cường là người chủ mưu trộm ghe nhà, tổ chức cho mọi người đi. Thời đó, ghe là phương tiện chính để mưu sinh của đại gia đình miền biển. Hết phần 2. Radio Đồng Ca Nhỏ hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả người Việt trên toàn cõi Việt Nam và hải ngoại truyện ngắn có tựa đề Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm. Trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ là ngỡ. Xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm. Phần 3. Thời đó, ghe là phương tiện chính để mưu sinh của đại gia đình miền biển. Và ghe chú Thức ở xóm Tân Lộc cũng vượt biên với 45 người. Đi sau một tuần ghe chúng tôi rời bỏ quê hương. Ghe ở quê tôi là ghe làm nghề nên nhỏ. Và vì thế quá nguy hiểm cho chuyến vượt biên với số lượng người như ghe của chú Thức. Trong số 45 người trên ghe chú Thức, có mấy người cùng xóm Tân An với tôi, nên tôi biết rõ, như chú Trung và người yêu sắp cưới tên Xuân, bé Thượng, con chú Chiên O Xá, Tuấn, con bác Hoạt Lúa. Bất hạnh thay, ghe chú Thức đã chìm do gặp cơn bão lớn và 45 mạng người bỏ lại giữa biển khơi. Đến nay vẫn chưa thấy xác. Đó là nỗi buồn của quê hương tôi, là niềm đau. Cứ mỗi lần về thăm quê, xuống biển tắm, hình ảnh của họ như hiện hiện trước mắt tôi.
tôi đau đáu một ngày nào đó, quê hương đủ điều kiện sẽ cung thỉnh Tam Bảo, chư tăng về quê lập đàn tràng cầu siêu độ cho họ. Trở lại với cuộc hải trình từ Hải Nam vào đất liền Trung Quốc, ghe chúng tôi cuối cùng cũng tiếp cận đất liền. Vừa chạy ghe, chúng tôi vừa xin ăn dọc hải trình nập bờ. Thời đó, cứ thấy tàu trắng nhỏ, chúng tôi gọi là tàu trắng Đài Loan. Nói nhỏ hơn, nhưng nó lớn hơn ghe chúng tôi vài chục lần. Áp sát tàu họ, nhảy lên boong tàu, xin thức ăn, họ đều vui vẻ cho. Thi thoảng có nhiều chiếc tàu Đài Loan yêu cầu chúng tôi vác bao bột mì lên vai, họ chụp ảnh làm kỷ niệm, cười, ra hiệu cảm ơn nhau, tạm biệt rồi đi tiếp. Có nhiều ngày, ghe chúng tôi tấp lên bờ xin cá của ngư dân Trung Quốc để nấu ăn, vì hết lương thực. Cả ghe chỉ ăn cá xin được, nên chiều tối ai cũng tiêu chảy. Có một chiều tối, tôi nhớ mãi, ghe chúng tôi muốn tấp vào bờ, nấu ăn và để cho những người phụ nữ ngủ lấy sức vì họ say sóng. Khi vào bờ, có mấy tay thanh niên chỉ mặc chiếc quần xì rách nát từ bụi rậm xuất hiện. Cả ghe ai cũng lo lắng, thấy không an toàn nên tìm cách đẩy ghe ra biển nấu ăn, neo ghe ngủ giữa chập trùng sóng nước. Trước lúc vượt biên, chúng tôi đã nghe ngóng thông tin hoặc nghe tin đài từ những ghe đi trước, rút kinh nghiệm để tránh nạn hải tặc hãm hiếp, nên những chuyện đau lòng như thế không xảy ra với ghe chúng tôi trong suốt hải trình. Thấy ghe chỉ chạy ban ngày, ban đêm neo nghỉ, kéo thời gian dài càng nguy hiểm, ai cũng nôn nóng, quyết định chạy suốt ngày lẫn đêm. Tối đó, tầm 7-8 giờ tối, sau khi neo ghe nấu ăn xong, tranh thủ chạy đêm, gió nồm khá lớn, nên sóng nhấp nhô cũng khá cao. Có trăng muộn, ghe cứ nhắm hướng mặt trăng mà chạy. Đột nhiên, người lái ghe Hồ Phụng xoay tay lái, ghe quay ngược 180 độ. Cả ghe la hét, hốt hoảng. Mọi người nhìn về phía mặt trăng, cách ghe hơn 1 mét. Ngọn núi ngầm lồ lộ, sau có gió khá mạnh, sóng nhấp nhô và từ sự tập trung của người lái ghe. Nếu không, ghe của chúng tôi sẽ vỡ vụn tan tành, và 24 mạng người chúng tôi đã nằm lại giữa đại dương dưới ánh trăng mờ. Hết phần 3. Radio Đồng Ca Nhỏ hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả người Việt trên toàn cõi Việt Nam và hải ngoại truyện ngắn có tựa đề Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm. Mời quý khán thính giả tiếp tục nghe truyện ngắn Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm, qua giọng đọc của Trần Mây Bay. Từ đêm may mắn thoát nạn ấy,
chúng tôi không dám chạy đêm nữa, mà chỉ chạy nập bờ dưới trời nắng mưa ban ngày. Có một đoạn hải trình chỉ hơn mấy cây số, nhưng dân vượt biên ai cũng biết và sợ. Đó là đoạn hải khẩu. Đoạn này nhiều ghe hoặc tàu lớn. Nếu không may chạy vào dòng chảy xiết thì 50 sống, 50 chết. Ghe chúng tôi không biết sao mà quá may mắn. Khi đến đoạn hải khẩu này, lúc tầm 10 giờ sáng, tôi đoán thế, và chúng tôi chạy xa bờ, nên lực chảy của dòng xoáy không ảnh hưởng nhiều. Nếu chạy gần bờ, thì dòng nước xoáy này khiến ghe hoặc tàu có thể xoay tròn nguy hiểm, vì dưới đáy biển toàn là núi ngầm. Chính mắt tôi quan sát, dòng nước ở hải khẩu này chảy từng cuộn tròn lớn, đủ màu sắc tím, bạc, xanh ngắt. Tàu cá lớn của chú Trương ở thôn 14, xã Quảng Công đi trước tôi kể lại. Tàu chạy hết mã lực, nhưng chỉ nhích từng chút vì chạy sát bờ. Chỉ hơn mấy cây số, nhưng đôi khi chạy mất cả ngày để qua đoạn này. Nếu qua được, coi như sắp đến Hồng Kông. Qua được đoạn hải khẩu, niềm tin của chúng tôi cũng lớn dần, nên tranh thủ chạy, tranh thủ nấu ăn. Chỉ dừng nghỉ khi máy ghe quá nóng, sợ lóc ven. Chiều hôm đó, ngày thứ 14 của hành trình, mặt trời sắp gác núi. Từ xa phía trước ghe, chúng tôi thấy có hòn đảo, nên quyết định ghé và lên đảo. Cho ghe neo đậu, chúng tôi lên bờ, ngồi trên các mõm đá, nhìn qua phía bên kia, thấy có bãi tắm, nhiều du thuyền, có mấy người đang lướt ván buồm, đoán đây là Macau. Chúng tôi soạn đồ ra nấu ăn, ăn xong thì trời tối, nhìn qua bên kia đèn sáng đẹp thơ mộng. Anh Cường, anh Huê, anh Hoa, nổi máu anh hùng, muốn mượn ghe qua bên đó chơi. Người lái ghe Hồ Phụng, O Hằng, chị Hương, chị Hường can ngăn vì sợ điều không may xảy đến. Người lái ghe Hồ Phụng dụ rằng sáng mai qua bên kia chơi cũng được. Dứa là mấy anh kia mới chấp nhận, không đòi hỏi nữa. Đêm đó chúng tôi ngủ trên bờ, trên các mõm đá. Sáng sớm mai, chúng tôi vội vàng nổ máy, chạy ghe qua bờ bên kia, vào cảng. Có nhiều cảnh sát xuống hỏi gì không ai hiểu, rồi họ bỏ đi một lúc. Cả ghe xác tín đây là Macau. Bằng mánh khóe, anh Cường, anh Huê, người lái ghe Hồ Phụng, tháo co dầu ra khỏi máy nổ, quyết định ở lại đây vì thấy nơi đây an toàn và vì quá sợ hãi nếu đi tiếp. Nhóm cảnh sát vừa gặp lúc nãy xuất hiện trở lại, yêu cầu chúng tôi cho máy nổ và rời khỏi đây. Họ ra hiệu ở Macau không tiếp nhận người tị nạn. Chúng tôi vẫn lì lợm, giả vờ quay máy nhưng không nổ. Họ ra hiệu phải đẩy ghe ra khỏi cảng. Họ liền điều tàu cảnh sát biển đến, buộc dây vào mũi ghe chúng tôi, chạy với tốc độ nhanh nhất.
mũi ghe, chúng tôi chúi gần sát mặt nước biển. Nước vào ào ạt, họ vẫn không giảm tốc độ. Chạy nửa tiếng thì họ dừng và ra hiệu. Đây là hải phận giữa Hồng Kông và Macau. Họ không dẫn chúng tôi đi tiếp. Họ để mặc chúng tôi. Chúng tôi tranh thủ nấu bột mì ăn. Ăn xong, vứt đồ còn lại trên ghe xuống biển cho nhẹ, vì biết chắc chắn tầm một tiếng nữa tới đất Hồng Kông. Những người lớn căn dặn, vứt gì thì vứt, không được vứt bếp nấu và lương thực. Vì có mấy tàu ghe đi trước đã từng vứt bếp như vậy mà gặp họa, mất xác. Hết phần 4. Radio Đồng Ca Nhỏ hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả người Việt trên toàn cõi Việt Nam và hải ngoại truyện ngắn có tựa đề Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi bởi tác giả Từ Niệm. Mời quý khán thính giả tiếp tục nghe truyện ngắn Vượt Biên, câu chuyện thế kỷ trước của tôi, tác giả Từ Niệm, phần 5. Tàu cảnh sát biển Macau đã chạy khuất. Ghe chúng tôi gắn lại co dầu, quay máy nổ, chạy về hướng Hồng Kông, vào hải phận Hồng Kông. Liền có tàu cảnh sát biển xuất hiện. Họ dùng loa phóng thanh, yêu cầu ghe chúng tôi dừng lại. Họ áp sát ghe chúng tôi, hỏi có muốn đi tiếp qua Nhật Bản không. Nếu muốn, thì họ tạo điều kiện cho vào Hồng Kông nghỉ ngơi vài ngày, cho lương thực, cho tàu mới để tiếp tục hành trình. Nếu không muốn tiếp tục hành trình qua Nhật Bản, thì hãy ký vào biên bản để ở lại Hồng Kông. Nói thiệt lòng, cuộc hành trình dài 15 ngày trên biển đã đủ khiếp sợ, mơ chi chạy tiếp, nên chúng tôi ký vào biên bản ngay lập tức. Cần nói rõ lý do ở đây. Vì sao cảnh sát biển yêu cầu chúng tôi phải ký vào biên bản trước lúc vào lưu trú ở Hồng Kông? Có nhiều ghe tàu đi trước. Khi vào hải phận Hồng Kông, tàu cảnh sát biển ở đó dẫn thuyền nhân vào đất liền mà không hỏi các thuyền nhân có muốn đi tiếp qua Nhật Bản hay không, hoặc không yêu cầu thuyền nhân phải ký vào biên bản tự nguyện ở lại Hồng Kông. Cảnh sát biển chỉ việc dẫn thuyền nhân vào đất liền, rồi sắp xếp cho nhập trại. Các thuyền nhân ở trong trại, gọi là trại cấm, Clu Camp, một thời gian ngắn ra trại, sống và sinh hoạt tự do ở Hồng Kông, như dân bản xứ, tầm một tuần, hai tuần hoặc hơn. Sau đó các thuyền nhân lại được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc sắp xếp chuyển qua Philippines tạm ở thêm được một thời gian ngắn, có khi 6 tháng, có khi 3 tháng, trong lúc chờ quốc gia thứ ba như Úc, Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan tiếp nhận và được định cư ở một trong những quốc gia nói trên, tùy từng đợt sắp xếp chương trình của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Sau này, chương trình không còn dễ dàng như trước,
nên các thuyền nhân phải trải qua kỳ thanh lọc. Nếu đủ điều kiện vượt qua kỳ thanh lọc, thì được định cư ở quốc gia thứ ba. Nếu không vượt qua, dân tị nạn gọi là bị ăn cánh gà, thì vẫn ở lại Hồng Kông. Vì thế, nhiều thuyền nhân bị ăn cánh gà, họ khởi kiện lên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc với lý do họ không tự nguyện vào ở Hồng Kông mà do cảnh sát biển dẫn vào. Nhờ lý do này, các thuyền nhân thắng kiện rồi đi định cư. Đó là lý do tại sao khi ghe chúng tôi vào, họ hỏi kỹ và chúng tôi phải ký vào biên bản là để tránh tình trạng các thuyền nhân như ghe chúng tôi khởi kiện họ về sau. Chúng tôi ký vào biên bản xong, họ dẫn chúng tôi vào đảo Thanh Châu để nhập trại. Khi lên bờ, họ yêu cầu chúng tôi đứng yên. Họ xịt loại thuốc gì đó như thuốc khử trùng. Tất cả chúng tôi, cả nam lẫn nữ, đều bị cắt tóc ngắn. Sau đó, họ cho chúng tôi áo quần giày dép để thay. Nhưng họ chưa cho đi làm. Phải đợi tới sáng mai. Đêm đó, chúng tôi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhìn xuống chỗ tôi nằm, giường làm bằng ván ép. Trời đất ơi, chỉ rận mố mà nhiều rứa. Phải hơn 50 con trí giận mén và trí giận lớn. Chúng tôi ở lại đảo Thanh Châu một tuần. Sáng lên đồi, nhìn ra phía biển, đợi tàu mang thức ăn vào và hóng nắng. Sau một tuần, chúng tôi được chuyển vào đất liền ở trại Sekong. Trại Sekong vốn là sân bay tập dượt ngay trung tâm thành phố. Có lẽ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc thuê do người tị nạn quá nhiều, không đủ chỗ. Trại Sekong chia thành 6 khu A, B, C, D, E, F. Mỗi khu riêng biệt được bao quanh lớp lưới sắt cao 4 mét. Phía trên có 2 vòng thép gai tròn bao quanh trại để phòng người vượt trại. Chúng tôi ở khu F được dựng bằng lều bạt. Nếu ở khu F thì có 3 dãy. Dãy giữa là đường băng nên mọi người kiếm những lon sữa cũ làm bệ kê đỡ tấm ván ép, làm giường và ngủ trên đó. Còn 2 dãy hai bên toàn là cỏ nên chúng tôi phải dùng những cọc gỗ làm giá đỡ tấm ván ép, làm giường. Cứ chiều chiều thấy trực thăng lên xuống và thấy có nhiều nam nữ tập nhảy dù. Nhiều hôm do gió lớn, người nhảy dù rơi vào chỗ chúng tôi ở. Hết phần 5.